Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tạp chí Ngân hàng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, 9 tháng đầu năm 2015, chính sách tiền tệ đã góp phần quan trọng vào việc kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường vàng, ngoại tệ và tỷ giá, giảm mặt bằng lãi lỗ, hỗ trợ vốn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn hoạt động và nâng cao hiệu quả hệ thống ngân hàng Việt Nam. Những kết quả trên đã giúp ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Tạp chí Ngân hàng ngày hôm nay sẽ dành thời lượng để tổng kết lại toàn bộ kết quả của chính sách tiền tệ thời gian qua, giúp quý vị có một góc nhìn đầy đủ nhất về bức tranh thị trường tiền tệ trong 3 quý của năm 2015. Mời quý vị cùng theo dõi. Một vấn đề luôn được quan tâm trong điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước chính là lãi suất. Mặt bằng lãi suất hiện giảm 1,5-2% một năm so với cuối năm 2013. Tuy nhiên, ngay từ giữa năm, lãi suất huy động đã tăng sau 2 đợt điều chỉnh. Điều này sẽ khiến cho dư địa cho vay khó có cơ hội giảm sâu thêm. Từ đầu tháng 6 năm 2015, lãi suất đầu vào đang được nhiều ngân hàng thương mại rục rịch điều chỉnh tăng. Một số ngân hàng sau thời gian dài giữ mặt bằng lãi suất tiền đồng đứng yên hoặc giảm xuống, nay đã bắt đầu tăng lãi suất huy động, với mức điều chỉnh lãi suất huy động thêm 0,2-0,5%. Cụ thể, tại Agribank, kỳ hạn 18 tháng là 6,5% một năm, thay cho 6,2% một năm. Kỳ hạn 24 tháng là 6,8% một năm, thay cho 6,3% một năm. Tương tự, tại Đông Á Bank, kỳ hạn 3 tháng là 5% thay cho 4,9%, và kỳ hạn 6 tháng là 5,5% thay cho 5,3% trước đó. Riêng kỳ hạn 9 tháng đã được nâng lên 6% từ mức 5,6%. Chưa dừng lại ở đó, sau khi Ngân hàng Nhà nước liên tục đưa ra những quyết định về điều chỉnh tỷ giá, thì trong đầu tháng 9 năm 2015, một số ngân hàng thương mại cổ phần đã niêm yết biểu lãi suất mới theo hướng nhích nhẹ lãi suất huy động ở một vài kỳ hạn thêm từ 0,1-0,3% một năm. Điển hình như Sacombank với kỳ hạn 3 tháng là 4,9%, tăng 0,3%, với kỳ hạn 6 tháng là 5,5%, tăng 0,1%, và Liên Việt Postbank tăng 0,2% cho hầu hết các kỳ hạn. Tính chung toàn hệ thống, lãi suất huy động tiếp tục duy trì ở mức 4,5-5,4% một năm với kỳ hạn dưới 6 tháng và 5,4-7,2% một năm với kỳ hạn trên 6 tháng. Việc mặt bằng huy động đã tăng lên sau hơn 2 năm luôn nằm trong xu thế giảm hoặc đứng yên, được các chuyên gia đánh giá là tất yếu, phù hợp với quy luật. Là các ngân hàng tăng lãi suất huy động, tôi nghĩ đấy là một cái hướng tích cực để duy trì cái lượng tiền ở trong hệ thống ngân hàng và gây ổn định, giúp cho ổn định toàn bộ hệ thống. Khi mà cái nhu cầu về vốn của nền kinh tế mà nó tăng lên ấy, thì đương nhiên là cái lãi suất huy động nó sẽ tăng lên. Thì các cái ngân hàng thương mại sẽ phải mở rộng cái huy động vốn mà muốn có cái lượng vốn để mà đáp ứng cái nhu cầu của nền kinh tế, thì cái việc mà tăng cái lãi suất huy động là một cái điều rất là bình thường. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, lãi suất cho vay vẫn đang được ổn định và chưa có xu hướng tăng theo lãi suất huy động. So với mặt bằng lãi suất trước đây ở mức quanh 20%, thì mặt bằng lãi suất cho vay hiện nay thực sự đã rất thấp. Trong khi đó, mặt bằng lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6-7% một năm đối với ngắn hạn, trung và dài hạn ở mức từ 9-10% một năm. Còn lãi suất cho vay ở các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức từ 7-9% một năm đối với ngắn hạn và 9,3-11% một năm đối với trung và dài hạn. Với nền kinh tế còn đang trong giai đoạn hồi phục thì mức lãi suất này vẫn còn cao so với sức chịu đựng của nhiều doanh nghiệp. Như các doanh nghiệp người ta nói là đối với lãi suất trung dài hạn thì dưới 10% thì các doanh nghiệp người ta có thể nghĩ tới chuyện đầu tư, mà trên 10% là chúng ta lại khó khăn ngay. Nhìn chung là hiện nay thực sự cái lãi suất hiện nay nó là giảm nhưng mà cũng ở trên dưới 10%. Nếu mà chúng ta đầu tư với cái thiết bị á, tức là đầu tư những cái tài sản cố định á, thì đúng ra tụi tôi vẫn cảm thấy nó mang nhiều cái tính rủi ro. Cho nên mức độ đầu tư cũng phải là cân nhắc. Và với việc hàng loạt ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động hiện nay, càng khiến mục tiêu giảm lãi suất trung dài hạn để hỗ trợ doanh nghiệp trở nên khó khăn hơn. Cái mục tiêu giảm lãi suất ngân hàng là mục tiêu mà được sự chờ đợi của các cái hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp cũng như là theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ. Tuy nhiên, cái mức độ hạ thấp đến đâu nó còn tùy thuộc vào hai yếu tố. Một là cái mặt bằng lạm phát cộng với cái mức mặt bằng lãi suất chung trong cái bối cảnh áp lực cạnh tranh. Nên nếu như là các cái khả năng thanh khoản cộng với khả năng thu hút của các ngân hàng tốt thì có điều kiện hạ thấp.
phần lớn cá nhân và các tổ chức doanh nghiệp luôn mong muốn rằng lãi suất nên tiếp tục hạ trong năm 2015 như mục tiêu ban đầu đã đề ra. Tuy nhiên, với áp lực lãi suất cho vay đang tăng như hiện nay, thì việc giảm thêm lãi suất và duy trì ổn định lãi suất như năm 2014 là hết sức khó khăn bởi nền kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi. Hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng hiện nay đang ở mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2011. Tính đến 31 tháng 8, tín dụng nền kinh tế tăng 10,23% so với cuối năm 2014. Đây là con số tăng trưởng khá ấn tượng, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Hồi đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tín dụng tăng trưởng 13-15% cho cả năm nay. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng với những diễn biến của hoạt động tín dụng thời gian qua thì mục tiêu 15% sẽ dễ dàng vượt qua. 2 tháng đầu năm 2015, tín dụng đạt 0,03% và 0,65%. Đến cuối tháng 5 năm 2015, tín dụng đối với nền kinh tế đạt 4,82%. Tới ngày 30 tháng 6 năm 2015, tín dụng đã tăng 7,32%, gần gấp đôi chỉ trong vòng một tháng. Và theo số liệu từ vụ tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước cho biết, tăng trưởng tín dụng tính đến hết tháng 8 năm 2015 đã đạt mức 10,23% so với cuối năm 2014, hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái là 4,5%, tương đương mức tăng trưởng tính đến tháng 11 của năm 2014. Như vậy, tín dụng đã có sự khởi sắc ngay từ những tháng đầu năm và tăng trưởng đều qua các tháng còn lại. Trong đó, thị trường bất động sản là điểm nhấn đáng chú ý tác động lên tăng trưởng tín dụng. Dòng vốn đổ vào bất động sản đã tăng hơn 70% kể từ mức đáy 2012 và vẫn ở xu hướng tăng trưởng nhanh. Trong 9 tháng đầu năm, tín dụng bất động sản đã tăng trưởng hơn 12%, tương đương 293.000 tỷ đồng dư nợ tín dụng, vượt mức cao nhất trước đây đạt được là 280.000 tỷ đồng. Vì các ngân hàng không ngừng đưa ra các gói hỗ trợ, các chương trình cho vay kết hợp với chủ đầu tư, các sàn giao dịch để tăng giải ngân đã khiến cho tín dụng bất động sản tăng nhanh như vậy. Hiện nay là có khá nhiều các dự án được triển khai thực hiện và cái giao dịch bất động sản là rất là sôi động. Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước cũng đã có những cái gói tín dụng để kích thích thị trường bất động sản, giống như, ví dụ như là gói 30.000 tỷ. Và các cái chính sách tháo gỡ các cái khó khăn của cái thị trường. Và đó cũng là một cái yếu tố tác động mạnh đến cái tăng trưởng tín dụng. Trong thời gian vừa qua thì những cái dự án bất động sản mà đang dở dang, nếu đầu tư vào nó ra sản phẩm sạch thì rất có điều kiện để bán thu tiền về để có điều kiện trả nợ ngân hàng. Do đó là các ngân hàng cũng đầu tư vào cho vay bất động sản để trên cơ sở đó ra các sản phẩm sạch để có điều kiện thu hồi. Các chuyên gia cho rằng với những diễn biến hiện nay, tín dụng đang có sự khởi sắc đáng kể và áp lực tăng trưởng không còn bị dồn vào thời điểm cuối năm. Và với mức tăng trưởng tốt qua các tháng cũng như xu hướng của thị trường, tín dụng cả năm chắc chắn vượt kế hoạch, thậm chí đạt và vượt mức 17%. Nhưng mà từ đây đến cuối năm thì tôi nghĩ rằng kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển. Và chính vì thế mà một lượng tín dụng lớn hơn sẽ được đổ ra trong nền kinh tế. Và có, chúng ta biết rằng cái chỉ tiêu của Ngân hàng Nhà nước là tăng trưởng tín dụng đâu đó vào khoảng từ 13 đến 15% trong năm nay. Tôi tin rằng cái mục tiêu đó sẽ đạt được một cách dễ dàng. Với kết quả tăng trưởng tín dụng khả quan ngay từ những tháng đầu năm cho thấy sự tham gia tích cực của các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp và hoạt động kinh tế đang mở ra triển vọng khả quan về bức tranh tín dụng trong những tháng cuối năm và cả năm 2015. Thưa quý vị, giống như những năm trước đây, ngay từ đầu năm 2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ra thông điệp cả năm sẽ điều chỉnh tỷ giá trong biên 2%. Tuy nhiên, cam kết này chính thức đã bị phá vỡ khi tổng cộng cả năm Ngân hàng Nhà nước đã 3 lần tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng và 2 lần nới biên độ tỷ giá. Động thái kép này được coi là điểm bất ngờ của chính sách điều hành tỷ giá trong suốt 9 tháng qua. Mời quý vị cùng đến với phóng sự sau để có góc nhìn đầy đủ hơn về vấn đề này. Ngày 7 tháng 1, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng thêm 1%. Theo đó, tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ áp dụng cho ngày 7 tháng 1 năm 2015 sẽ từ mức 21.246 đồng trên 1 đô la Mỹ lên 21.458 đồng trên 1 đô la Mỹ. Với biên độ tỷ giá cộng trừ 1% so với tỷ giá bình quân liên ngân hàng, tỷ giá trần là 21.673 đồng trên 1 đô la Mỹ, tỷ giá sàn là 21.243 đồng trên 1 đô la Mỹ. Tại thời điểm đó, việc tỷ giá bất ngờ tăng thêm 1%
khiến nhiều doanh nghiệp cảm thấy hoang mang, đặc biệt là khi thời điểm cận Tết Nguyên đán đang đến, nhu cầu ngoại tệ của doanh nghiệp tăng cao. Đến ngày 7 tháng 5, chỉ sau đó 4 tháng, trước diễn biến tăng khá mạnh của đồng đô la Mỹ, Ngân hàng Nhà nước lại tiếp tục có hành động điều chỉnh lần thứ hai, đưa tỷ giá lên mức 21.673 đồng một đô la Mỹ. Chỉ trong vòng 5 tháng đầu năm 2015, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tỷ giá 2 lần và tăng hết biên độ 2% cho cả năm. Ngay sau đó, trong phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát thị trường để điều hành chính sách tiền tệ theo hướng ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Phía Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định sẽ sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp để ổn định tỷ giá trong biên độ cam kết là 2%. Tuy nhiên, đến ngày 12 tháng 8, trước sức ép Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ, Ngân hàng Nhà nước có thông báo tăng biên độ tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được điều chỉnh tăng từ cộng trừ 1% lên cộng trừ 2%, với tỷ giá bình quân lên ngân hàng ở mức 21.673 đồng một đô la Mỹ. Biên độ tỷ giá mới sẽ cho phép tỷ giá biến động trong phạm vi mức tỷ giá trần là 22.106 đồng trên một đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 21.240 đồng trên một đô la Mỹ. Trước đó thì lần gần nhất Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh biên độ tỷ giá là vào ngày 11 tháng 2 năm 2011. Khi đó biên độ giao dịch được giảm trừ từ cộng trừ 3% xuống cộng trừ 1%. Chưa dừng lại ở đó, ngày 19 tháng 8, Ngân hàng Nhà nước lại bất ngờ tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng lên thêm 1%, với mức áp dụng là 21.890 đồng trên 1 đô la Mỹ, mức trần là 22.547 đồng trên 1 đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 21.233 đồng trên 1 đô la Mỹ, đồng thời nới biên độ tỷ giá từ cộng trừ 2% lên cộng trừ 3%. Như vậy, đây là lần thứ 3 trong vòng 8 tháng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thực hiện tăng tỷ giá, 2 lần nới biên độ tỷ giá, phá vỡ cam kết giữ ổn định tỷ giá trong biên 2% cho phép. Với việc điều chỉnh tăng thêm 1% tỷ giá bình quân liên ngân hàng và với biên độ là cộng trừ 3%, sau 2 lần điều chỉnh vừa qua, thì tỷ giá đồng Việt Nam sẽ đủ dư địa để linh hoạt đối phó trước các tác động bất lợi của thị trường quốc tế và trong nước, không chỉ ở những tháng cuối năm 2015 mà còn cả những tháng đầu năm 2016, tạo sự ổn định vững chắc của thị trường ngoại tệ và đảm bảo khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Với quyết tâm bình ổn thị trường, thì Ngân hàng Nhà nước đã chuẩn bị các công cụ và giải pháp cần thiết và sẵn sàng bán ngoại tệ để can thiệp ổn định tỷ giá và thị trường trong biên độ đề ra. Trước những diễn biến của tỷ giá thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ không tiến hành điều chỉnh tỷ giá nữa và sẽ áp dụng tất cả các biện pháp để ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối từ nay đến cuối năm 2015 cũng như những tháng đầu của năm 2016. Như những thông điệp Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra, tôi muốn nhấn mạnh lại việc điều chỉnh tỷ giá trong thời gian qua và đặc biệt là lần gần đây nhất của Ngân hàng Nhà nước cho thấy đã đón đầu và trước những cái biến động của thị trường tài chính tiền tệ trong nước và quốc tế, không chỉ từ nay đến cuối năm 2015 mà cả những tháng đầu năm 2016. Do đó, từ nay đến cuối năm, Ngân hàng Nhà nước nhận thấy chưa có lý do gì để điều chỉnh tỷ giá. Và một trong những cái thông điệp mà tôi cũng muốn đề cập ở đây đó là Ngân hàng Nhà nước có lẽ là vẫn cần tiếp tục phát đi cái thông điệp là ông ta sẵn sàng là thực hiện đúng cái cam kết với thị trường cũng như là với nền kinh tế mà Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước đã có những thông điệp khá rõ ràng cho chính sách điều hành tỷ giá, chủ động, linh hoạt theo tín hiệu thị trường, đảm bảo ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam. Lạm phát 9 tháng đầu năm nay ở mức rất thấp, 0%, cộng thêm 70% doanh nghiệp kinh doanh hiện nay không có lãi, khiến cộng đồng doanh nghiệp đang chờ đợi hệ thống ngân hàng sớm giảm lãi suất, nới rộng room tín dụng. Thế nhưng thời điểm này, Ngân hàng Nhà nước có nên nới lỏng chính sách tiền tệ hay không vẫn là điều gây ra nhiều tranh cãi. Xung quanh vấn đề này, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Aaron Barton, đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á IDB tại Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.
Thưa ông Aaron Batten, trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia phỏng vấn trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa ông, Việt Nam đã đi được 2/3 chặng đường trong việc điều hành chính sách tiền tệ năm 2015. Theo ông, đâu là những thành công của Ngân hàng Nhà nước trong việc điều hành chính sách tiền tệ trong 9 tháng đầu năm? Tính trung bình 8 tháng đầu năm, tỷ lệ lạm phát trung bình là 0,08%. Mức lạm phát thấp này cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam duy trì chính sách phù hợp và linh hoạt cho thị trường. Trong năm 2015, cơ quan quản lý chính sách tiền tệ này đã duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức 6,5%. Lãi suất cho vay trung bình của các ngân hàng thương mại cũng đã giảm từ mức rất cao 17% năm 2012 xuống còn 9,5% trong 6 tháng đầu năm 2015. Lãi suất cho vay giảm cùng với niềm tin của người tiêu dùng tăng lên giúp tăng trưởng tín dụng ước tính đạt 17,1% so với năm trước. ADB đánh giá, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra những phản ứng đúng đắn và kịp thời theo sát diễn biến của thị trường thế giới, giúp cho tỷ giá của Việt Nam ở mức khá cạnh tranh so với thế giới. Chúng tôi đánh giá cao việc giảm giá đồng nội tệ, đồng thời điều chỉnh biên độ tỷ giá hồi tháng 8 vừa qua để ứng phó với diễn biến khó lường của nhân dân tệ. Cam kết không có thêm bất cứ lần phá giá đồng nội tệ đến cuối năm cũng là một đường hướng phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Nói tóm lại, linh hoạt và nhạy bén là những từ miêu tả ngắn gọn nhất chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước từ đầu năm đến nay. Có thể nói chặng đường tiếp theo sẽ chưa hết gian nan trong quý cuối năm nay và sang cả đầu năm 2016, khi mà Việt Nam sẽ không chỉ đối mặt với những áp lực bên trong mà cả bên ngoài trong việc điều hành chính sách tiền tệ, đặc biệt với khả năng Fed có thể nâng lãi suất trong các cuộc họp chính sách vào tháng 10 và tháng 12 và không có gì đảm bảo cho sự ổn định của đồng nhân dân tệ. Ông có thể phân tích rõ tác động của hai yếu tố này. Thị trường tài chính của Việt Nam kém phát triển hơn một số nước trong khu vực Đông Nam Á. Các danh mục đầu tư do đó cũng có quy mô nhỏ hơn. Dòng vốn đầu tư nước ngoài cũng dịch chuyển chậm hơn, chứ không đổ vào và rút ra nhanh chóng như các nước khác. Vì thế, Việt Nam thuộc nhóm chịu tác động không nhiều trước tác động của Fed và đồng nhân dân tệ giảm giá. Tuy nhiên, Việt Nam đang thực hiện nền kinh tế mở, phụ thuộc vào xuất khẩu nên triển vọng Fed nâng lãi suất hay Bắc Kinh tiếp tục phá giá đồng nhân dân tệ sẽ khiến cho các đối tác thương mại lớn của Việt Nam bị ảnh hưởng và gián tiếp tác động đến kinh tế Việt Nam. Xin ông cho biết khuyến nghị của ADB trong việc điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam trong thời gian tới. Lạm phát năm nay lại được dự báo là khá thấp. Trong báo cáo cập nhật triển vọng phát triển châu Á được công bố ngày 21 tháng 9, chúng tôi đã quyết định hạ triển vọng lạm phát xuống 2% vào cuối năm nay với mức tăng trung bình rất thấp, chỉ ở 0,9%. Trong khi đó, lãi suất thực của Việt Nam đang là lãi suất dương. Chính vì thế, đây cũng là yếu tố hấp dẫn khi đầu tư vào Việt Nam. Vì thế, theo tôi, Ngân hàng Nhà nước không nên nới lỏng chính sách tiền tệ thời gian tới. Vì dù lạm phát thấp và lãi suất giảm, nhưng không còn nhiều dư địa để nới lỏng hơn. Việt Nam phải cân nhắc tính cạnh tranh của mình. Hiện Việt Nam đang cạnh tranh với khu vực về thu hút FDI, nên tỷ giá sẽ ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư. Tuy nhiên, còn nhiều yếu tố khác như lao động và các chính sách khác. Xin cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình hôm nay. Phần trao đổi vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tạp chí Ngân hàng. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website www.vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.